Xin chào các bạn, mình là Vô Vàn Kiến Thức. Hôm nay mình xin giới thiệu về một loài vật siêu dễ thương nhưng lại có khẩu vị vô cùng kỳ lạ. Đó là loài thỏ. Chúng ăn phân của mình khoảng 1 lần mỗi ngày. Vì các chất dinh dưỡng trong phân mềm đã ở trạng thái tiêu hóa 1/2, dễ được cơ thể hấp thu và sử dụng. Do đó thỏ có xu hướng tái sử dụng lại sản phẩm này. Vitamin B và vitamin K trong phân mềm hợp thành dễ được ruột non hấp thụ, giúp cung cấp nhu cầu sinh trưởng cho cơ thể. Đồng thời, nguyên tố khoáng vật trong phân mềm cũng có lợi cho việc thúc đẩy sự hấp thu của cơ thể thỏ đối với chất dinh dưỡng. Thỏ ăn phân mềm của mình thải ra là một hiện tượng lợi dụng đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng thỏ nhà, khi được nuôi dưỡng nhân tạo, đủ thức ăn, thường không xuất hiện thói ăn phân của mình. Thỏ chỉ ăn phân mình vào buổi tối và sáng sớm vì lúc đó phân mềm, còn nếu chúng ăn vào ban ngày thì chúng có thể đang gặp tình trạng về sức khỏe. Follow và thả tim cho mình để mình làm nhiều video hơn nữa nhé!